Tao bên, tao bên. Bên trong, bên trong. Đây nè. Mày làm. Đúng rồi đó. Rồi tới rồi đó em. Cảm ơn em, dạ. Khỏi thói nha. Cảm ơn anh nha. Có tiền mua sữa rồi, có tiền mua sữa. Sao em hẹn anh ở đây? Sông có khúc, người có lúc. Anh nhìn lại anh xem. Dâu anh kìa, tóc nữa. Đâu còn xưng hùng như một thời được anh. Mày đang nào? Đứa mày. Chuyện này là sao em? Khốn nạn! Thả nó ra! Mấy con chó mày nào vậy? Mẹ ông đại ca! Mẹ ăn cắp tiền công ty, làm đồng nghiệp nữ mang bầu, là tao thấy được cái độ khốn nạn của mày rồi. Chỉ có một điều là tao không ngờ là một thằng tập tạ như mày lại là con chó phản chủ của mày. Đại ca à, đại ca muốn ăn thịt chó đúng không? Mày đưa đây. Mày không đủ tuổi giết Di Nguyễn đâu. Em chỉ có em mới tiến anh một đoạn được thôi. Trời muốn diệt Di Nguyễn.